Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vào Roblox hay là cách fix lỗi kết nối trong Roblox. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á thì mình sẽ vào cái ứng dụng Roblox này. Đó thì khi mình vào cái ứng dụng Roblox thì nó để thế này, lỗi kết nối không thể kết nối máy chủ, vui lòng kiểm tra kết nối internet của bạn này. Mình bấm thử lại thì vẫn không được nha. Đó thì khi các bạn gặp cái lỗi này á thì các bạn thoát ra, các bạn vào cho mình cửa hàng Play và các bạn tìm tải cho mình cái ứng dụng là VPN LAT nha. Đây ứng dụng VPN LAT như thế này, rồi các bạn bấm cài đặt về máy. Rồi thì sau khi các bạn đã cài đặt cái ứng dụng đó về máy rồi, bây giờ các bạn bấm mở lên. Rồi cái này mình sẽ không cho phép nha. Gửi thông báo này. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào Accept này. Rồi bước này các bạn kéo xuống, các bạn tìm tới Japan là Nhật Bản nha. Và các bạn bấm vào, đây, Japan đây, các bạn bấm vào nha. Cái này quảng cáo, các bạn tắt đi, bấm bỏ qua video này, bấm tắt đi. Rồi bước tiếp theo thì các bạn chọn vào một cái nào đó, mình sẽ chọn cái thứ hai. Rồi quảng cáo tiếp nha, mình sẽ bấm vào bỏ qua video, bấm tắt quảng cáo đi. Rồi bước này các bạn bấm vào Connect này. Rồi các bạn bấm vào OK nha. Yêu cầu kết nối, bấm OK. Rồi, khi nào mà nó có chữ VPN ở trên này nè là mình đã kết nối được rồi nha. VPN chỗ này nè, đó. Bây giờ các bạn thoát Roblox ra. Sau đó các bạn vào lại Roblox nha. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào đăng nhập. Rồi bước này thì giờ các bạn đăng nhập cái tài khoản mật khẩu Roblox các bạn vào đây. Rồi sau đó các bạn bấm vào đăng nhập. Xác minh bạn không phải robot này. Bảo vệ tài khoản của bạn thì bước này các bạn bấm vào bắt đầu câu đố. Hãy sử dụng mũi tên để xoay đồ vật hướng về phía bàn tay đang chỉ. Thì đây, bàn tay đang chỉ lên ở bên phải, ở góc trên bên phải này. Đó, chỉ lên góc trên bên phải nha. Thì các bạn bấm vào cái mũi tên chỗ đây này. Để cho cái đồ vật đây nó xoay xung quanh này, khi nào mà các bạn thấy nó giống cái hướng chỉ lên góc phải ở trên đó thì các bạn bấm gửi nha. Đây đúng rồi này, đó. Rồi bây giờ mình bấm vào gửi, xác minh hoàn tất. Xác minh hai bước, hãy nhập mã chúng tôi vừa gửi cho bạn qua email. Thì mình sẽ vào ứng dụng Gmail và lấy cái mã nha. Đây, mình sao chép cái mã. Các bạn nhập cái mã đây vào ứng dụng Roblox nha. Cái này là xác minh hai bước. Rồi sau đó mình bấm vào xác minh. Rồi vậy là mình đã vào được Roblox nha. Đó, bây giờ thằng mình sẽ thử vào Blockfoot này.
Rồi ok, vậy là mình đã vào được trong Blockfoot. Đó, mình vào chơi như bình thường nè. Các bạn thấy chưa? Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách vào Roblox hay là cách fix lỗi kết nối trong Roblox. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.